Alo, chào các bạn. Tối thứ tư gặp lại các bạn. Mình đúng 9:30 nhưng mà hồi nãy giờ mình mới vừa chạy về, xét cái máy liên tục hồi nãy giờ giờ nó mới được. Và bây giờ lên online các bạn liền. Mình mới vừa đi đứng lớp về, vừa 9 giờ về là phải tranh thủ chạy về liền, chưa kịp ăn tối luôn. Bây giờ lên livestream với các bạn. Và rất vui làm quen với các bạn cái chương trình tối hôm nay. Đó, mình cũng phải tranh thủ, mình chia sẻ nhanh rồi mình đi ăn tối nữa, mình chưa ăn tối luôn. Và hôm qua lỡ hứa với các bạn rồi nên là hôm nay chúng ta phải bắt đầu thôi. Bây giờ bước đầu tiên thì các bạn giới thiệu về họ tên của mình đi, các bạn đang ở khu vực nào, đang làm lĩnh vực gì, đang ở ngành nghề nào. Bước thứ hai là các bạn chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn để các bạn nhớ. Nếu các bạn không chia sẻ thì các bạn không có nhớ. Và mời bạn bè mình, nhiều người bạn bè cùng nhau vào xem cái chương trình livestream này. Cùng nhau chia sẻ đi. Các bạn Hoàng Vũ chia sẻ rồi nè. Bạn Duy Công ở Phan Rang đúng không? Rất là tuyệt vời. Mình thì mới vừa đứng lớp cái chương trình BBBOT Group 13 xong. 9 giờ là mình vừa rời khỏi kia và tranh thủ chạy về đây. Vừa lên được là các bạn thấy gần 10 giờ mất tiêu rồi. Chưa kịp ăn tối luôn. Ok chưa? Bây giờ chúng ta đi nhanh thôi. Đi nhanh. Vậy thì hôm nay mình nói là 10 cách để chúng ta học hỏi kinh nghiệm từ người khác. Nói chung là ai cũng phải cần phải có tích lũy cái kinh nghiệm hết. Dù chúng ta lớn tuổi cỡ nào thì chúng ta cũng cần phải học hỏi từ những người khác. Dù chúng ta thành công như thế nào thì chúng ta cũng cần phải học hỏi từ người khác. Chứ đừng cứ nghĩ mình tự phụ, mình thành công. Hoặc là những cái người bảo thủ á, lúc nào cũng gạt phăng ý kiến của người khác qua, điều đó không có phù hợp. Muốn thành công là chúng ta học hỏi cả đời. Cũng có thể là chúng ta lớn tuổi, cũng có thể là chúng ta làm được rất là nhiều việc, nhưng mà chúng ta chỉ biết một số thứ thôi, còn đầy những thứ chúng ta không biết. Chúng ta lớn tuổi hơn không có nghĩa là chúng ta giỏi hơn, không có nghĩa là chúng ta thông minh hơn, không có nghĩa là chúng ta có kinh nghiệm nhiều hơn đâu. Chúng ta tự cho thôi, chúng ta thôi. Chúng ta lớn tuổi hơn thì một điều chắc chắn rằng chúng ta như thế nào ạ? Cái xác chúng ta nó lớn hơn, tuổi chúng ta nó già hơn thôi, chúng ta gần xuống đất thôi. Cái đó thì nó luôn luôn đúng. Còn mà lớn tuổi hơn thì chưa chắc đã thông minh hơn. Nên đó là lý do mà chúng ta phải cần học cái cách để chúng ta học hỏi kinh nghiệm từ người khác. Đặc biệt là nếu mà hiện tại chúng ta chưa thành công, thật sự chúng ta chưa thành công thì chúng ta phải học được cái cách đó. Chưa thành công mà ngồi bảo thủ nữa thì thôi bó tay rồi. Cái quan điểm bó tay rồi. Thành công được xác định bằng những cái gì chúng ta làm được, những cái tài sản chúng ta có. Bữa mình có nói là 10 cách để xác định người thành công rồi, các bạn xem lại những cái đoạn livestream đó. Và bây giờ mình đi nhanh vào. Bạn nào mà lần đầu tiên chưa biết mình thì các bạn nhớ làm quen với mình, inbox với mình. Nên có quyển tập, ngồi xem nên có quyển tập. Và thông qua Facebook này mình với bạn có cơ hội biết nhau. Trước khi bắt đầu vào chương trình thì mình cũng giới thiệu về mình tên là Nguyễn Thái Duy. Và hiện tại mình là 42 tuổi. Mình có một cái đặc biệt là mình bước chân vào Sài Gòn này và mình lặn lội mình làm kinh doanh. Cho tới giờ cũng được 20 mấy năm làm kinh doanh rồi. Thì vừa rồi mình có ra được ba cái quyển sách. Cái quyển thứ nhất là quyển Vượt Biển Lớn. Quyển thứ hai là quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Và quyển thứ ba là quyển Beyond the Way. Và bạn nào mà chưa có sách của mình ở khắp mọi miền đất nước thì cũng rất là đơn giản thôi. Các bạn hãy comment cho mình, inbox số điện thoại, mình sẽ giới thiệu với các bạn khắp mọi miền đất nước. Các bạn nào mà muốn ra làm kinh doanh mà chưa biết cách bắt đầu từ đâu, hoặc các bạn nào là đang làm kinh doanh mà nó không phát triển được, hoặc các bạn nào đang làm kinh doanh mà đã thất bại rồi, thì các bạn có thể như thế nào liên hệ các lớp học của mình. Tối mai mình có chia sẻ các lớp học miễn phí, và rất mong là gặp các bạn vào tối mai. Và đây là những cái quyển sách của mình. Ok chưa? Còn cái quyển Vượt Biển Lớn nữa mà mình hết mắt, nó nằm trên văn phòng mắt, mình không mang về nhà. Beyond the Way thì mình bán ở nước ngoài mỗi ngày một chút thôi thôi. Và cái quyển Vượt Biển Lớn thì mình bán tại ở Việt Nam. Bạn nào quan tâm thì hãy inbox cho mình giao cho các bạn. Và bây giờ các bạn đã sẵn sàng vào chương trình chưa? Các bạn đã chia sẻ cái livestream về nhà của mình chưa? Nếu các bạn sẵn sàng rồi thì mình nói bước 1. Cái cách 1 là khi các bạn gặp những cái người thành công,
những người có kinh nghiệm, những người giỏi hơn mình, đặc biệt là những người mà họ đã gì ạ, họ đã làm ra được những cái tài sản giá trị, thì bước một là chúng ta gặp họ, chúng ta hãy chia sẻ cái tầm nhìn của mình, cái khát khao của mình, thì những người đó họ sẽ đóng góp cho cái tầm nhìn của chúng ta. Ghi vô đi, gặp họ là chúng ta chia sẻ những cái tầm nhìn. Bạn nào mà không có mang tập ghi đây thì hãy nốt lên trên cái comment luôn để cho người sau vào còn biết. Và các bạn nhớ nữa, xem livestream của bạn của mình là các bạn hãy nên hoạt động liên tục, đừng có ngồi im. Có mình đi, có những bạn giấu mặt, nhưng mà hãy như thế nào ạ? Hãy rõ ràng đi, có gì đâu chúng ta phải giấu mặt, chúng ta ẩn danh, chúng ta xem để mọi người không biết, không có vấn đề gì. Học hỏi từ nhau thôi, các bạn không có ngại gì hết. Facebook nó báo về mình biết hết, nên là chúng ta chia sẻ tầm nhìn. Như thế nào gọi là tầm nhìn? Các bạn ghi vô, mình muốn giải thích cái từ tầm nhìn, để tầm nhìn là cái mà chúng ta muốn trở thành, được gọi là tầm nhìn. Cái mà chúng ta muốn trở thành gì đó trong vòng 5 năm, 10 năm, 20 năm nữa, cái đó được gọi là tầm nhìn. Tầm nhìn của B-Training là trở thành vườn ươm chủ doanh nghiệp số 1 Việt Nam. Và 8 năm nay mình đang làm cái việc này và đạt chuẩn quốc tế. Các bạn vô cái đó là tầm nhìn. Chúng ta chia sẻ cái tầm nhìn. Chúng ta chia sẻ gì ạ? Chia sẻ cái sứ mệnh. Sứ mệnh là gì? Tầm nhìn là cái chúng ta muốn trở thành. Còn sứ mệnh là gì? Là cái chúng ta làm. Cái đó được gọi là sứ mệnh. Ví dụ là sứ mệnh của B-Training là tạo ra những người chủ doanh nghiệp với tư duy kinh doanh toàn cầu. Các bạn chưa? Và cái văn hóa cốt lõi của doanh nghiệp, văn hóa cốt lõi của B-Training, văn hóa cái giá trị cốt lõi. Thì chúng ta gặp những người thành công thì chúng ta hãy chia sẻ cái tầm nhìn của mình, và họ sẽ như thế nào? Họ sẽ đóng góp vào cái tầm nhìn của chúng ta. Vừa rồi mình giải thích về cái tầm nhìn và cái sứ mệnh đó. Sao con ơi? Các bạn có nhận ra điều này không ạ? Chúng ta chia sẻ cái tầm nhìn của mình. Sao con nhỉ? Sao? Con viết được nhiều lắm hả? Đẹp không? Con chào đi, con chào cô chú đi. Cô chú đang ở này nè. Con chào cô chú đi. Con mới vừa viết cái gì vậy? Hả? Con mới vừa viết được nhiều từ quá hả? Con viết cái gì con nói đi. Con viết nhiều quá con quên rồi. Con viết nhiều quá con quên rồi. Mẹ đâu? Mẹ đi tắm. Mẹ đi tắm rồi. Ok. Thì con viết xong con ra khoe với ba hả? Giỏi quá. Con chào cô chú đi. Con chào cô chú. Rồi, ok. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ok. Vừa rồi là Bambi. Bambi cũng ngồi đang học ở trong đó. Và Bambi viết xong rồi, cái Bambi ra khoe với ba đó. Ok chưa? Bambi ra khoe với mọi người đó. Ok chưa? Rồi, bây giờ mình nói tiếp. Cái tầm nhìn là cái mà chúng ta muốn trở thành. Còn cái sứ mệnh là cái chúng ta làm. Và chúng ta hãy chia sẻ cái điều này. Chúng ta hãy chia sẻ cái điều này đối với những người thành công hơn ta. Họ đóng góp vào cái tầm nhìn của chúng ta. Chúng ta rất là cần cái sự học hỏi, cần cái sự giao lưu, cần cái sự kết nối. Muốn học hỏi kinh nghiệm từ người giỏi hơn mình thì mình phải chia sẻ cái tầm nhìn của mình, cái giá trị cho mình. Gặp họ mà chúng ta cứ im thêm tiếp, chúng ta không dám hỏi, không dám nói gì vậy gì hết thì không được. Bản thân mình thì mình gặp các bạn mình cũng chia sẻ cái tầm nhìn của mình nữa, chứ đừng có nói. Mình nói là mình khát khao mà làm cái gì đó. Và nó sẽ biến thành cái thói quen. Và từ đó chúng ta sẽ học hỏi được kinh nghiệm từ rất là nhiều người. Ok chưa? Cái thứ hai. Vừa rồi cái số 1, ok chưa? Cái số 2. Cái số 2 thì như thế nào ạ? Chúng ta hãy gì ạ? Hãy làm rõ ràng ra cái bản kế hoạch và muốn người khác mà giúp mình thì chúng ta phải làm ra cái bản kế hoạch rất là rõ ràng. Ok chưa? Làm ra bản kế hoạch rất là rõ ràng. Và chúng ta gặp ai đó, chúng ta hỏi họ và nhờ họ như thế nào ạ? Nhờ họ góp ý cho cái bản kế hoạch kinh doanh của chúng ta. Đây, những bạn gặp mình cũng vậy.
không có cái một cái bản kế hoạch rõ ràng, không có một cái mục tiêu rõ ràng, thì mình cũng đâu có muốn góp ý, mình cũng góp ý đâu được. Hỏi những cái câu trả lời rất là chung chung, hỏi hiện tại đang là gì, vậy em đang làm công, vậy mục tiêu của em sắp tới là gì, tức là đợi mình hỏi mà mục tiêu sắp tới em cũng không biết nữa, em biết em muốn gì nữa. Vậy thì ai mà góp cho bạn được, giúp cho các bạn được. Một người thành công họ muốn giúp cho bạn được, họ có cái nhiều cái điểm họ cũng không thể giúp bạn được, bởi vì bạn còn không biết bạn muốn cái gì. Nên là chúng ta cần phải luôn luôn có cái kế hoạch và mục tiêu rất là rõ ràng, và hỏi những người đó cái cách nào để chúng ta đạt được cái mục tiêu đó. Và vừa rồi các bạn cứ nghe mình chia sẻ không thấy các bạn nào nốt vô vậy. Vậy cái bài học sai là vừa rồi chúng ta luôn chuẩn bị một cái bản kế hoạch chi tiết cái mà chúng ta cần làm đó, và gặp những người kinh nghiệm và chúng ta hỏi liền, vậy em làm cái bản này nó ok chưa, cái cách nào để em đạt được những cái chỉ tiêu này, thì tất cả những người đó họ sẽ giúp chúng ta. Ví dụ là em muốn viết một cái quyển sách, và em dự kiến những nội dung quyển sách đó em nói là như vậy, thì khi mà bạn trình bày như vậy thì sẽ có người họ sẽ góp ý cho các bạn liền. Còn mà khi mà gặp người khác, thậm chí các bạn không biết hỏi, họ còn hỏi các bạn rất là nhiều thứ mà bạn còn trả lời không được, thì ai mà góp giúp các bạn được. Ok chưa? Vậy thì các bạn comment xuống, các bạn thấy cái bài học có hay không thì các bạn comment xuống, năng lượng lên. Comment ghi xuống, chúng ta cần phải học hỏi. Các bạn nhé. Và chia sẻ cái live stream này về nhà các bạn, mời bạn bè chúng ta vào cùng xem. Hồi nãy giờ mình không thấy các bạn comment gì hết, comment đi cho nó có năng lượng, đừng cứ ngồi im các bạn ơi, comment đi cho nó có năng lượng. Cái thứ ba, hôm nay mình live stream rất là nhanh. Mình live stream rất là nhanh. Để gì mà mình còn ăn tối nữa, mình chưa ăn tối, mới vừa đi đứng lớp về chưa kịp ăn tối các bạn ơi. Mình live stream rất là nhanh, mình sẽ nói những cái điểm chính, mình không có feeling như mấy bữa được nữa. Nên là các bạn cần phải nốt vào, năng lượng vào để cho mình như thế nào mình hứng thú, mình sẽ chia sẻ các bạn nhiều hơn. Cái thứ hai là để cho người ta chia sẻ được thì các bạn phải làm cho người ta tự hào. Người ta tự hào, người ta vui, thì người ta mới chia sẻ cái kinh nghiệm của người ta cho mình. Cái thứ ba là phải biết cách làm cho cái những người thành công họ tự hào về những cái gì họ đạt được, họ cảm giác đó, chia sẻ là niềm vui, họ muốn cho đi, họ mới giúp các bạn nhiều. Còn nếu mà các bạn muốn học hỏi kinh nghiệm từ họ mà các bạn cũng chả biết khen họ vài câu, các bạn cũng chả biết làm cho họ vui, thì làm sao mà họ chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn được. Các bạn có nhận ra điều này không? Sao mình không nhận được thông báo khi thầy Di phát sóng nhỉ? Ok, ở dưới live stream nó có nói đó em, ở dưới live stream nó có nói đó, nếu mà muốn nhận thông báo thì chúng ta phải bấm vào cái nút đó. Bạn dùng ra chưa? Chưa có năng lượng hả thầy? Chưa có năng lượng hả thầy? Ok, mình cũng đang rất là năng lượng. Các bạn cần phải comment vào. Bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn như thế nào các bạn hãy làm quen với mình nha, kết nối với mình nha, comment xuống. Còn các bạn nào mà đã biết mình rồi thì rất là tuyệt vời, hãy ngồi ghi chép rồi rất là cẩn thận. Vậy thì muốn học hỏi từ người kinh nghiệm thì bước đầu tiên chúng ta nó là gì chính xác thầy, nhiều khi chia sẻ mà người ta im ru hết muốn nói luôn. Đúng rồi, bạn Trí nói rất là đúng. Hãy comment xuống, mình nhìn thấy các bạn comment liên tục thì mình sẽ vui. Bạn nào hồi giờ chưa comment thì comment đi. Các bạn lên xem live stream mà các bạn cứ ẩn danh làm cái gì, núp bóng núp lùm làm gì, ra kinh doanh mà, chúng ta cứ rõ ràng học hỏi nhau hết. Tất cả chúng ta là người học hỏi nhau hết, không ai mà tự phụ người giỏi hơn ai, núi này cao có núi cao hơn. Chúng ta già nhưng mà chúng ta vẫn có những người trẻ họ giỏi hơn chúng ta rất là nhiều. Nên là chúng ta cứ comment vào, làm vào thì nó sẽ rất là thoải mái, mình sẽ chia sẻ và làm cho họ như không quan tâm như vậy. Ok, hay quá thôi. Ok, vậy thì chúng ta phải như thế nào chúng ta phải làm cho cái người thành công đó họ tự hào, họ rất là vui và họ hứng thú, họ sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm của họ, họ góp ý những kinh nghiệm của họ cho mình, thì chúng ta mới học hỏi được kinh nghiệm từ họ chứ còn gặp họ mà khen lời khen cũng không biết khen họ, nói là em rất là tự hào về anh, em rất là vui khi em được biết anh, những cái câu hỏi nó như vậy. Việc mà những gì anh làm được những năm qua nó rất là tuyệt vời, thì người ta vui lên và nói bằng cái thực tâm, chứ không phải cái hoa miệng nha,
Có nhiều người cái hoa miệng nghe mình chán, có nhiều người cũng nói mình mà cái hoa miệng nghe chán lắm. Nói ngưỡng mộ họ bằng một cách rất là thực tâm. À, chứ còn nói cái kiểu mà nói theo kiểu nịnh thì chán lắm. Mình gặp mấy ông nịnh mình chán lắm. À, mình không muốn nói chuyện với mấy cái ông đó liền. À, mình cảm giác e dè với mấy ông đó. Nên là chúng ta cần phải thiệt tâm. À, bạn Giáp Văn Tuyên hôm nay đi đâu nhỉ? Vừa rồi mình ra tới Hải Phòng á Tuyên ơi. Mình ra mình ở Hà Nội mấy ngày, Hải Phòng mấy ngày mà không thấy em tương tác gì hết. À, ok chưa? À, năm ngoái em học lớp thầy cái bài bạn gì đây. À, xong sau đó em bỏ đại học, giờ em đang làm cho giúp sơ Vietnam Mobile. Bó tay. Ở đây là mình hướng dẫn các bạn ra làm kinh doanh mà, tại sao bạn Mạnh Huy bạn lại đi nói những cái câu rất là thú vị nha. À, ok chưa? À, ok. À, tôi muốn nhận được hai cái quyển sách. À, địa chỉ rồi, xin cảm ơn. Vâng, bạn Nguyễn Xuân Khâm. À, bạn inbox cho mình cái số điện thoại nhé. Vào trong cái inbox á, ngày mai các em nó sẽ gửi cho. Rồi, và cái thứ tư, mình bắt đầu mình nói cái thứ tư. Thứ tư thì đi đâu các bạn cũng phải mang cái gì ạ? Cái quyển tập và cây viết. À, ủa sao thầy ra Hà Nội gọi nào vậy? Ok, mình ra Hà Nội mấy ngày bạn Tiên, rồi mình ra Hải Phòng luôn. Nhưng mà mấy ngày đó không thấy em đâu hết. À, các bạn đi đâu cũng phải mang quyển tập và cây viết. Ok chưa? Quyển tập trắng và cây viết đi đâu cũng vậy. Và gặp những người thành công, hỏi ý kiến họ, khi họ nói cái gì thì chúng ta ngồi, chúng ta ghi cẩn thận, chăm chỉ lại. Và chính cái hành động của chúng ta đó, chúng ta rất nghiêm túc đó, người ta rất là vui chia sẻ cho các bạn. Mình rất ghét những ai mà tới hỏi mình mà cứ ngồi nghe lỗ này qua lỗ kia là mình ghét. Mình không dỡ, tại vì sao? Rảnh đâu mà tự nhiên ngồi các bạn, bạn nói lỗ tai này qua lỗ kia, bạn không ghi dỡ thì làm sao mà tức là thể hiện cái sự không có trân trọng. Nên người ta sẽ không có chia sẻ nhiều. À, nên là các bạn phải thể hiện cái sự trân trọng. Các bạn phải thể hiện được là à, cái kiến thức. Cái kiến thức. À, chào bạn Tâm Thanh. À, chào bạn. Luôn mang theo quyển tập và cái viết đó. Đúng rồi bạn, bạn Chí Thanh lâu quá mới gặp em. À, ghi mới nhớ được thầy ơi. Đúng rồi, vừa ghi vừa nhớ. Mà cái người đối diện họ nói chuyện với ta, họ thấy chúng ta ghi chép đàng hoàng. Họ thấy cái đứa này nó rất là nghiêm túc. Và họ sẵn sàng họ chia sẻ. Còn chúng ta lúc nào cũng ngồi nói miệng rồi nói bơ bơ bơ, chả ai quan tâm đâu. Không ai chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn đâu. Cái gì các bạn không có tôn trọng cái thời gian người ta đã dành ra cho bạn rồi. À, còn không thời gian đó người ta đi làm cái việc khác. Như bạn tới bạn nói chuyện, thậm chí cái quyển tập và cái viết bạn còn không ghi nữa, bạn còn không có nữa, thì ai mà chia sẻ cho các bạn? Người ta có rảnh đâu người ta nói này qua lỗ tai này, 5 phút sau hỏi bạn lại bạn quên mất. À, nên muốn học hỏi kinh nghiệm từ người thành công hơn mình thì chúng ta phải, cái thứ 4 là chúng ta phải cái gì? Ghi vô. Phải cái gì các bạn ơi? Các bạn ghi vô. À, phải có giấy và viết, ghi vô. Và vừa xem livestream vừa comment. Bạn nào mà chưa chia sẻ livestream thì hãy chia sẻ đi. Ok chưa? Rồi, bước số 5. À, hãy hỏi những cái lo lắng. À, ok chưa? À, hãy hỏi những cái lo lắng, những cái băn khoăn của người thành công. Hiện tại họ đang lo lắng cái gì? Và chúng ta ngồi chúng ta thông cảm. Một bộ óc thông minh có khi không bằng một mẫu bút chì. Ok. À, cảm ơn bạn. À, ai cũng có những lúc các bạn. Có nhiều người tới gặp mình, bực mình nó là như vậy nè. Tới là hỏi cái việc gì? Cái việc của bạn mà. Bạn không hỏi thăm người ta như thế gì hết. Không bao giờ chịu hỏi thăm. À, cứ tới là lo cái việc của mình à. Tới là bập vô hỏi đủ thứ hết. Mà không hỏi thăm lại người ta một câu. Và khi mà người ta mà nói như thế nào à? Lời thầy dạy giống như lời sếp em luôn nhắc nhở khi gặp khách hàng luôn, đi bất cứ đâu. À, bạn nghi là phải mang theo quyển sổ và cây viết ghi lại những gì quan trọng rất hay. Ok, bạn nghi bây giờ còn lấy sếp ra khoe nữa, bạn không ra làm kinh doanh đi. À, bạn hình dung chưa? À, chúng ta cần phải quan tâm và nghe và lắng nghe gì à? Lắng nghe những cái tâm tư của những cái công việc, những cái gia đình, những cái câu chuyện của người thành công họ kể, những người có kinh nghiệm họ kể. Đôi khi họ cũng là con người.
thì chúng ta phải biết hỏi thăm họ chứ. Đầy những bạn cứ tới gặp mình là cứ hỏi cái công việc của mình các bạn, chứ chăm mắm hỏi. Thậm chí lên trên Facebook cũng vậy này, mình gặp đầy những cái bạn vậy, vô là bụp một cái là hỏi liền à. Và hỏi theo cái kiểu mà các bạn biết, không có thiện cảm chút xíu nào đó. À, có những bạn á, lao vô là hỏi làm sao đem bán được hàng, rồi mình làm sao sao sao, hỏi. Mà thậm chí á, mình muốn hỏi lại bạn là mình hỏi là bạn ở đâu, bạn tên gì là gì, mà cũng không thèm giới thiệu luôn, chăm bẩm á. Vậy thì cái cách như vậy á, nói chuyện không, người ta đã không thích rồi thì làm sao mà bạn bán được hàng. Cái cách như vậy là mình biết là không bao giờ bán được hàng. Cái kỹ năng giao tiếp nó còn tệ quá. Muốn vô hỏi ai, hỏi người khác, muốn người khác giúp đỡ, thì bước đầu tiên cái kỹ năng kết nối với con người với nhau, giao tiếp nhau là nó phải có. Vậy thì kỹ năng đó không được thì làm sao mà chúng ta lại đi đòi học hỏi kinh nghiệm từ người khác được. Và mình gặp rất là nhiều bạn như vậy, và chúng ta không nên nhờ như vậy. Tối nay mình chia sẻ rất là nhanh à, bởi vì giờ này chưa ăn tối luôn á các bạn. Ok chưa? À, ok, nên là chúng ta cần phải lắng nghe. À, người ta thành công, người ta có kinh nghiệm thì chúng ta cần phải lắng nghe họ. À, ok chưa? À, và cái thứ sáu là chúng ta cần phải cái như thế nào ạ? À? À, chúng ta cần phải có một cái tính can đảm một chút xíu. Cái tính can đảm một chút xíu. Các bạn nói chuyện với những người thành công á mà các bạn rụt rè, nhút nhát, sợ sệt, run sợ, nói chuyện thì không dám nói cái câu thì không ra câu, thì chả ai chia sẻ cho các bạn. Các bạn cần phải có các bản lĩnh. À, ghi âm được không tại? Ok, bạn muốn làm cái gì làm sao được. Cần phải có một cái bản lĩnh, nói chuyện phải rất là tự tin. Và nếu mà các bạn nào chưa có được cái đó thì như thế nào, hãy luyện đi. Bởi vì sao? Bởi vì những người ta có, họ thích những cái con người can đảm và tuyệt vời. Họ thích thì cái tính cách của họ đó là như vậy. Nói chuyện có lúc nào cũng theo cái dạng mà nửa vời hồ nghi, không tự tin vào chính mình. À, những cái câu đại khái như là em không tính là em làm được cái việc đó hay không, thì những cái câu đó người ta không có thích. Bạn thiếu có tính can đảm, người ta thấy rằng là người ta bỏ thời gian này dành nói chuyện với một cái thằng rất là dở hơi rồi. À, à, để can đảm thì phải tự tin vào chính mình. À, không tin vào chính mình. Bạn thôi gì Thuận Nguyễn chúc ngủ ngon. Bạn ngủ ngon sớm thế, giờ này mình chưa ăn tối mà con ngủ ngon rồi. À, đó là chúng ta phải tự tin vào chính mình. À, không có được nó thì chỉ nhút nhát cái kiểu ai hàng. Cái thứ bảy là chúng ta sẵn sàng gì, sẵn sàng mở những câu hỏi. À, hiện tại việc anh nó nhiều không, có cái gì của anh có thể em giúp được không. À, tức là sẵn sàng giúp đỡ cái người thành công, giúp đỡ những người có kinh nghiệm. À, bạn hồi nêu chưa, chứ không phải là đây những bạn là muốn tới là muốn đòi nhận không à, muốn người thành công phải cho mình không à, những người giỏi hơn họ phải cho mình không à, mà chúng ta phải như thế nào à, chúng ta cần phải gì à, phải giúp đỡ, sẵn sàng giúp đỡ họ. À, anh có chuyện gì mà anh cần gì không, anh cứ nhờ em, anh cứ cần alo anh. Mình luôn nhớ mãi cái thằng lính của mình, nhân viên của mình á, mà bây giờ nó rất là thành công các bạn. 22 tuổi nó vào, nó học mình. À, nó học mình một lớp. Và sau đó nó tới, nó gặp mở mình, nó là thầy có công việc gì không, để em giúp cho. Và lúc đó mình cần cái đứa trực lớp. Mình kêu ok, em trực lớp đi. À, và khi mình trực lớp rồi thì nó như thế nào ạ? À, tối mình đi về mà. À, mình hãy book xe Uber taxi rồi mình đi về. Nó luôn nói, nó là thầy ơi để em chở thầy về cho. À, các bạn biết nó rất là thiệt tâm. Nó chở ngay, nó muốn đi trước, nó làm tài xế rồi mình ngồi sau. Rồi nó còn nhắn nữa, nó kêu ban ngày á mà lúc nào mà thầy muốn đi đâu á là thầy cứ thầy alo em rảnh là em sẽ giúp đỡ liền. À, và thế là lâu lâu thì mình rảnh. À, mình alo cái là bạn sẵn sàng bạn đi liền, bạn chở mình. Và nó khôn lắm bạn, nó rất là khôn ngoan. À, khi nó đi thì nó hỏi mình, nó hay ngồi đằng trước, nó hỏi những cái câu bất động sản thì lúc này mình nên đầu tư ở đâu thầy. À, và bắt đầu mình mới phân tích tại sao đầu tư đó, vậy em mua trước kia được thầy, và mình phân tích tại sao được và không được. À, rồi nó nói là cái cách làm sao chúng ta mua xác nhập công ty như thế nào. Tức là nó rất là khôn ngoan các bạn. À, bạn rất là khôn ngoan, bạn sẵn sàng lăn xả giúp đỡ, bạn sẵn sàng làm mọi việc.
Và đúng là mình chia sẻ bạn rất là nhiều cái. Và các bạn biết tuyệt vời như thế nào ạ? Năm nay nó mới có 25 tuổi thôi mà nó đã mua được biệt thự đâu rồi. Mình báo cho các bạn biết nó ra. Nó phụ việc cho mình đúng 1 năm. Và bây giờ nó ra nó kinh doanh. Và các bạn biết cuối năm vừa rồi nó mua được cái biệt thự rồi. Các bạn thấy nó giỏi giang mà nó mới có 25 tuổi thôi. Lính mà nó đến từ Đắk Lắk. Quê Đắk Lắk. Nó rất là giỏi giang vậy đó. Bạn hiểu chưa? Bởi vì nó biết cách học. Nó biết cách theo. Và mình chỉ cho bạn mà giờ mình cũng rất là tự hào. Nó là các bạn cần phải biết cái cách. Tới muốn gặp người thành công mình lúc nào cũng đòi nhận không à. Ok, còn có một bạn khác cũng rất là tuyệt vời nữa. Bạn con trẻ thôi, năm nay mới có 20 tuổi thôi. Các bạn thấy chưa? Nó là đôi khi chúng ta là người lớn á, mình thấy xem trên này nè. Cho đi để nhận được nhiều hơn hay thầy nhỉ. Ok, bạn Nguyễn Hằng. Ok, hồi nãy mới đi video post mà giờ như là về lên xem rồi ha. Rất là tuyệt vời bạn Hằng, rất là tuyệt vời. Bạn mới có 19 20 tuổi thôi và khi mình nói với bạn rằng là hãy biết cách tặng quà cho những người thành công thì bạn thấy cái quyển sách của mình hay quá, cái quyển Vượt Biển Lớn của mình hay á. Bạn mua về và bạn tặng cho một cái bác đó hơn 60 tuổi rồi. Bác có 20 mấy năm làm trong ngành gì à? Làm trong ngành yến, tự thi công yến, xây dựng nhà yến. Bác rất là kinh nghiệm. Và khi bạn này như thế nào ạ? Về tặng cho bác, con thấy cái quyển sách này rất là hay và con muốn tặng cho bác. Và bác này rất là thương, rất là quý. Và bác đó lập tức gì? Nhận bạn này làm con nuôi liền. Bạn hình dung chưa? Nhận làm con nuôi liền và hứa là sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm 20 mấy năm làm yến cho cái chú này, cái cậu bé này. Các bạn thấy tuyệt vời mà. Có những cái nó rất là tuyệt vời. Và chúng ta hãy gì? Chúng ta chưa thành công thì chúng ta phải cởi mở ra một chút xíu. Chúng ta toan tính cho mình nhiều quá thì chúng ta sẽ không có được nhận được nhiều đâu. Căng hãy cho đi những cái gì mình sẵn sàng có. Bạn nhận ra điều này chứ? Thì chúng ta mới lấy được. Ok chưa? Cái thứ 8. Ok chưa? Một trong những cái thứ 8 là như thế nào về cái công việc gia đình, ở trong cái công việc gia đình đình. Ok chưa? Là bạn như thế nào Bạn đừng bao giờ khư chia sẻ. Và chúng ta hãy chia sẻ công việc với con cái của mình, với vợ của mình. Hãy thảo luận. Ok chưa? Hãy thảo luận cái kế hoạch, cái kinh doanh của mình với những đứa con của mình. Hãy chỉ cho nó cái cách đó để nó biết. Nhiều người đi ra ngoài giỏi mà con thì lại không có giỏi. Chúng ta là một người bố, chúng ta phải huấn luyện con của mình, huấn luyện anh chị em của mình, để cho tất cả những người đó họ biết cách. Và khi họ biết cách, họ ra ngoài họ học hỏi thì họ về họ như thế nào họ lại trao đổi cái điều đó với ta. Họ lại trao đổi cái điều đó với ta. Bạn ở trong đây là họ lại trao đổi cái điều đó với ta. Hãy chia sẻ những cái dự án, những cái thắc mắc, những cái băn khoăn với những người xung quanh mình. Và những người đó họ nghe cái điều đó, họ lại đi hỏi những người khác xung quanh và họ về họ như thế nào, họ lại giúp ta. Bạn anh vô chưa? Đúng là cái thế hệ F2 đó. Ok các bạn ơi. Và cái tiếp theo nữa là chúng ta phải như thế nào hỏi ý kiến của những gì những cái người lớn tuổi hơn ta, những người đồng hành. Những người đồng hành trong lĩnh vực đó. Làm trong lĩnh vực nào thì cũng có những người đồng hành hết. Ví dụ mình kinh doanh bất động sản. Những năm qua mình đi kinh doanh bất động sản, mình mua bán. Và khi cái dự án nào mà hay và tuyệt vời và mình quyết định mua thì mình luôn tham khảo cái ý kiến của anh Trần Tùng Dương. Anh có cả 30 năm anh kinh doanh bất động sản rồi thì mình luôn tham khảo ý kiến của anh. Phải luôn luôn hỏi. Và anh biết mình luôn tham khảo ý kiến anh nên là anh sẵn sàng anh chia sẻ. Hoặc là mình hay hỏi ý kiến của bạn Phạm Tuấn Anh. Là bạn là chuyên gia trong bất động sản. Nên là chúng ta cần phải như thế nào Cần phải tìm những cái người mà họ giỏi, họ lâu năm trong lĩnh vực đó và chúng ta sẵn sàng hỏi ý kiến và chia sẻ họ rất là thực tình. Thế họ mới chia sẻ cho chúng ta. Cái gì cũng bo giữ những người thì ai mà chia sẻ cho bạn được. Thì chỉ như vậy bạn chỉ có lợi thôi. Và mình rất là cảm ơn anh Trần Tùng Dương
ảnh những năm qua ảnh đã chia sẻ cho mình và ảnh tư vấn cho mình rất là nhiều cái, và mình học hỏi ảnh từ 30 năm rồi mà ảnh va chạm trong lĩnh vực đó, ảnh rất là nhiều cái ảnh học hỏi. À, vừa rồi là cái thứ 9. Cái thứ 10. Cái thứ 10 thì chúng ta phải liên tục cập nhật thông tin. À, chúng ta là người trẻ, chúng ta có thể cập nhật thông tin qua báo chí, đài, mọi thứ chúng ta có thông tin rất là tổng hợp. Và chúng ta đem những cái thông tin này, nó như thế nào à? Chúng ta chia sẻ với những người thành công hơn chúng ta. Chúng ta nói họ quan tâm lĩnh vực gì thì chúng ta chia sẻ, nói chuyện với họ về lĩnh vực đó. À, bạn Nguyễn Chí Thanh mong chờ quyển sách tiếp theo của thầy. Vâng, cái quyển sách tiếp theo là bán hàng online. Bạn Thanh à. À, mình chúng ta cần phải có kiến thức và thông tin tốt để chúng ta gì à? Chúng ta nói chuyện với những người xung quanh của chúng ta, những người đặc biệt là những người thành công hơn ta, để nó có cái sự giao tiếp qua lại thì họ mới nói chuyện được. Chứ còn mà bạn cứ họ cứ nói một chiều và bạn không đủ bản lĩnh để bạn nói chuyện với họ, bạn thiếu kiến thức quá bạn nói chuyện với họ thì họ cũng không có cơ hội để họ chia sẻ nhiều. À, nên là để muốn nói chuyện với người ta thì bạn phải là nắm rõ thông tin, giỏi về thông tin. Chúng ta không có được là nói chuyện một chiều, nó không có hay gì hết. Ok chưa? Nghĩa là vừa rồi mình chia sẻ bạn 10 cách để chúng ta học hỏi kinh nghiệm từ những người xung quanh của chúng ta. À, và các bạn thấy cái 10 này nó có tuyệt vời không ạ? Tuyệt vời thì các bạn comment xuống là nói điều này rất là tuyệt vời. Và các bạn cứ muốn hôm sau mình chia sẻ cho bạn 10 cách đơn giản để chúng ta có nhiều thời gian hơn không ạ? Các bạn cứ muốn mình chia sẻ chủ đề này không ạ? 10 cách rất là đơn giản để chúng ta có nhiều thời gian hơn. Các bạn comment xuống chủ đề hôm sau là 10 cách đơn giản để chúng ta có nhiều thời gian hơn. Comment xuống đi các bạn, comment xuống. Bữa hôm sau là chủ đề gì? Các bạn ghi vô, bữa hôm sau là chủ đề gì ạ? Ok chưa? 10 cách đơn giản để chúng ta có nhiều thời gian hơn. Ai cũng suốt ngày cũng nói là thiếu thời gian. Nhưng nếu chúng ta biết cách thì chúng ta sẽ có 10 cách rất là đơn giản để chúng ta có nhiều thời gian hơn. Ok chưa? À, và hôm nay các bạn thấy mình chia sẻ rất là nhanh. À, bởi vì mình chưa ăn cơm nữa. À, mình mới vừa đứng lớp về. Mình tranh thủ mình chia sẻ cho bạn trong vòng hơn nửa tiếng thôi. À, để bây giờ mình còn phải đi ăn tối nữa. À, và tối mai chắc là tối thứ 6, tối mai không được, tối mai mà đứng lớp về trễ lắm. Tối thứ 6 mình sẽ về sớm và mình sẽ chia sẻ cho các bạn 10 cách đơn giản để chúng ta có nhiều thời gian hơn. Và các bạn nhớ đón xem nhé. Và cái chủ đề hôm nay nó vô cùng quan trọng là 10 cách để chúng ta học hỏi kinh nghiệm từ người khác. Vừa rồi mình chia sẻ rất nhanh đó. Và các bạn hãy chia sẻ cái livestream này về nhà các bạn đi, hãy chia sẻ đi, để lưu lại, để nhớ, để mà học hỏi, chứ còn không là nó luộc đi mất. À, kiến thức là chúng ta phải học hỏi mỗi ngày. Nên các bạn hãy ngay bây giờ hãy bấm chia sẻ ngay cái đoạn livestream này về trang nhà các bạn để các bạn giữ. Bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn hãy như thế nào à? Hãy kết bạn với mình. Hãy bấm vào comment xuống kết bạn với mình. Và bạn nào chưa có sách của mình thì nó như thế nào à? Các bạn hãy comment mua những cái quyển sách của mình. Mình có 3 quyển sách rồi. Quyển thứ nhất là Vượt Biển Lớn, nó không có nằm ở đây. Quyển thứ hai là Biển Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Quyển thứ ba là Bì Dân Đầu Quay. Ok chưa? Và mình chuẩn bị ra cái quyển thứ tư. Ok. À, là cái quyển bán hàng online. Khoảng 2 tháng nữa là ra. Và hôm sau, tối thứ 6 mình sẽ chia sẻ bạn 10 cách đơn giản để chúng ta có nhiều thời gian hơn. Ok, điều này rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn. Chúc bạn buổi tối ngủ thật ngon. Và bây giờ mình bye bye đây, mình đi ăn cơm tối đã. Bye bye các bạn. Bye bye các bạn.